Giọt lệ này em cho anh hơn tất cả. Giọt lệ sầu em đã giết gọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này, ta cho nhau những lời nồng say. Chuyện tình mình xây bằng nước mắt, có bao giờ tan vỡ đâu em. Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ. Nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm, cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quên muộn màng, yêu trong vội vàng. Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em giới thiệu đối với quý vị một con âm ly huyền thoại đến từ Anh Quốc. Đây là dòng Texan, Tây San ha. Thì con này em cũng có bán nhiều rồi quý vị. Dòng Texan mà quý vị thấy cái T20 cộng 20 này thì nó sẽ sản xuất trước cái dòng mà có chữ Texan ha. Chung là nó là đại đậu luôn á quý vị, rất tai luôn ha. Phía sau là nó trơn lùi chống lỏng luôn. Thì em có làm dấu sẵn đây luôn, vì BU có nghĩa là than ha, đĩa than, AUX ngõ vào ha, em đây là radio, nghĩa là có tuner. Đây còn đây là hai cái giắc lo. Còn gì nằm phía bên kia ha. Con này thì được sản xuất tại Anh Quốc và ráp tai hoàn toàn nha quý vị, ráp tai hoàn toàn. Thì quý vị chơi những dòng âm ly cổ của Anh hay của châu Âu thì quý vị sẽ biết con này. Con này thì nó liệt vào danh sách huyền thoại và thuộc hàng hiếm rồi quý vị. Hiện giờ nó rất hiếm ha. Texan T20-20. Và con này quý vị lưu ý là đánh class A ha. Đánh class A, tiếng cực kỳ sáng luôn. Và quý vị thấy nó chơi cái đôi Pioneer 770A này cực kỳ tuyệt vời đúng không? Cực kỳ tuyệt vời luôn. Không chỉ là dòng nhạc này thì em sẽ chuyển đổi cái dòng nhạc cho quý vị xem luôn. Em chuyển đổi dòng nhạc cho quý vị luôn ha. Ngọt luôn quý vị, sáng mà ngọt. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, mày ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người xa chẳng đến. Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường con khắc hàng tên, hoa heo vũ phàng đang thiên tiếng ve dư nghe gợi buồn thương. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi. Năm ba đứng bạt phương trời, hai thằng chờ đầu quân nóng tới. Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ em cũng xin báo giá luôn ha. Con này có mức giá cũng khá tốt quý vị, 11,5 triệu ha. Đó là con Ramly Class A ráp tay đến từ Anh Quốc. Thì dòng này em cũng bán nhiều rồi vì ha. Bán nói chung là dòng này có bao nhiêu về thì em hầu như là em gom hết quý vị. Thì được vài con thôi quý vị, cũng không nói nhiều thì nhiều chứ thật sự vài con thôi. Nói nhiều chứ vài con quý vị. Một năm bán chừng vài con thôi là đã nhiều rồi quý vị, vì nó không có hàng ha. Những con này thường nó về đường eBay hết cho nên nó rất đẹp. Bên trong một cái nó rất đẹp. Và cái độ hiếm của nó quý vị, cho nên một năm về vài con là đã nhiều rồi ha. Sự năm rồi thì cũng bán mấy con, thì đầu năm tới giờ em cũng bán được mấy con. Đấy. Và con này nữa thì có lẽ hết rồi đó quý vị. Không biết là trong năm nay có còn con nào nữa không thì không biết. Thì anh em quý vị và các bạn nào yêu thích thì liên hệ với em ha. Quý vị lưu ý đến Class A. Ráp tay đến Class A. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.